Quý khán thính giả đang theo dõi video thứ 44 của tiếng Anh siêu dễ Mr. Định. Quý khán thính giả thân mến, đối với người học tiếng Anh, số đếm chắc không còn lạ lẫm gì. Tuy nhiên, để đọc được một số có nhiều chữ số, chắc chắn vẫn là một vấn đề đối với nhiều quý khán thính giả. Chính vì vậy, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng học đọc đúng các con số có nhiều chữ số. 1. Tập đọc đúng các số từ 1 cho tới 10. Phần này là phần cơ bản nhất. Số 1, chúng ta đọc là one. One. Tránh đọc là one. Số 2, two. Two. Chúng ta không đọc là two. Số 3, three. Three. Chúng ta không đọc là three hoặc three. Số 4, four. Four. Số 5, five. Five. Chúng ta không đọc là five. Số 6, six. Six. Chúng ta không đọc là six. Số 7, seven. Seven. Số 8, eight. Eight. Các bạn không được đọc là eight. Số 9, nine. Nine. Chúng ta không đọc là nine. Số 10, ten. Ten. Chúng ta không đọc là ten. Phần 2, tập đọc đúng các số từ 11 cho đến 19. Số 11, eleven. Eleven. Chúng ta không đọc là eleven. Số 12, chúng ta đọc là twelve. Twelve. Không đọc là theo. Số 13, thirteen. Thirteen. Không đọc là thirteen. Số 14, fourteen. Fourteen. Số 15, fifteen. Fifteen. Chúng ta không đọc là fifteen. Số 16, sixteen. Sixteen. Không đọc là sixteen. Số 17, seventeen. Seventeen. Số 18, eighteen. Eighteen. Số 19, nineteen. Nineteen. Quý khán thính giả chú ý, tất cả các số từ 14 cho đến 19 đều có đuôi giống nhau, teen, và trọng âm trong các từ này đều rơi vào teen. Vì thế, chúng ta sẽ phát âm âm teen to hơn âm đầu tiên. Quý khán thính giả cần nhớ để phân biệt với cách đọc các số tròn trục sau đây. Phần 3, tập đọc các số tròn trục từ 20 cho đến 90. Số 20, 20. 20. Số 30, 30. 30. 40, 40. 40. 50, 50. 50. 60, 60. 60. 70, 70. 70. 80, 80. 80. 90, 90. 90.
Và để hình thành các số có hai chữ số, chúng ta chỉ cần thêm các số đếm từ 1 cho đến 9 vào sau các số tròn trục. Ví dụ, số 21, 21, 21, 32, 32, 32, 43, 43, 43, 54, 54, 54, 99, 99, 99. 4. Cách đọc số có 3 chữ số. Đầu tiên, chúng ta cùng học đọc từ trăm. Hundred, hundred. Chúng ta không được đọc là hundred hoặc hundred. Cách đọc số có 3 chữ số. Chúng ta hãy đọc theo công thức. Số đếm từ 1 đến 9 cộng với hundred cộng với and và cộng với số có 2 chữ số. Ví dụ, 100, 100, 100, 220, 220, 220, 999, 999, 999, 109, 109, 109. Nếu không có chữ số hàng chục, chúng ta không cần đọc, nhưng vẫn có and. 5. Cách đọc số có 4 chữ số. Chúng ta cùng làm quen với từ thousand, thousand, nghìn. Cách đọc số có 4 chữ số theo công thức sau. Số đếm từ 1 đến 9 cộng với thousand, cộng với số đếm từ 1 đến 9, cộng với hundred, cộng với and và cộng với số có 2 chữ số. Ví dụ, 1,000, 1,000, 1,000, 8,765, 8,765, 8,765, 4,005, 4,005, 4,005, 5,025, 5,025, 6,400, 6,400. Nếu khuyết ở hàng nào, chúng ta không cần đọc chúng. 6. Cách đọc số có 5 chữ số. Công thức áp dụng như sau. Số có 2 chữ số cộng 1,000 cộng số có 3 chữ số. Ví dụ, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 65,000, 65,000, 78,000, 78,900, 78,900, 78,900. 7. Cách đọc số có 6 chữ số. Công thức áp dụng: số có 3 chữ số cộng với 1,000 cộng với số có 3 chữ số. Ví dụ, 987,654, 987,654, 987,654, 400,011, 400,011, 400,011, 301,245, 301,245, 301,245. 8. Cách đọc số có 7 chữ số. Chúng ta cùng làm quen với từ million, million, triệu. Công thức đếm số có 7 chữ số. Số đếm từ 1 đến 9 cộng với million, cộng với số có 3 chữ số, cộng với 1,000 và cộng với số có 3 chữ số. Ví dụ, 1 million, 1 million, 1 triệu.
8,765,432. 8,765,432. 8,765,432. 9,123. 9,123. 9,123. 6,050,004. 6,050,004. 6,050,004. 9. Cách đọc số có 9 chữ số. Theo công thức, số có 3 chữ số cộng million, cộng số có 3 chữ số cộng thousand, cộng số có 3 chữ số cộng hundred, cộng số có 3 chữ số. Ví dụ 999,888,777. 999,888,777. 10. Cách đọc số có 12 chữ số. Chúng ta sẽ làm quen với từ billion, billion, tỷ. Cách đọc số có 12 chữ số theo công thức, số có 3 chữ số cộng billion, cộng với số có 3 chữ số cộng million, cộng với số có 3 chữ số cộng thousand, cộng với số có 3 chữ số cộng hundred, và cộng với số có 3 chữ số. Ví dụ 999,888,777,666. 999,888,777,666. 100,100,100. 100,100,100. Như vậy, chúng ta sẽ không dùng and để nối các lớp từ billion, tỷ, xuống lớp triệu, million, xuống lớp nghìn, thousand, xuống lớp trăm, hundred, mà chúng ta chỉ dùng and để nối từ lớp trăm, hundred, xuống chục, tens. Quý khán thính giả thân mến, trên đây là cách đọc các số có từ 1 tới 12 chữ số. Bây giờ quý khán thính giả hãy sử dụng các kiến thức trên để đọc 10 số sau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn học tốt. Thanks and bye. Thank you.